Crafty có từ rất là lâu rồi, nhưng mà từ khi nó có cái tên á, là xuất phát từ một người giao thư tên là Taki, và cái nickname của ổng là Taki 183. Đến nơi nào ổng sẽ vẽ cái tên của mình ở đó, và từ đó cái Crafty bắt đầu có cái tên của mình. Chữ ký của ông, ông đi khắp mọi nơi ông ký thì kích thước nó có lớn không ạ? Ngay chỗ này nè, các chỗ này. Hello anh. Hello. Ờ, hôm nay anh không đi vẽ hả? Không, hôm nay anh qua đây chụp hình. Ở sau mỗi một tác phẩm thì anh đều chụp lại hay sao? Đúng rồi, tác phẩm nào cũng chụp hết. Ở sao anh lại chụp lại trong khi mà tất cả mọi người đi ngang qua đây nhé, đều nhìn thấy nó? Là anh muốn giữ lại cái hiện trạng đầu tiên của nó. Là anh sợ là có thể người ta sẽ vẽ lên, người ta dán giấy, hoặc là người ta lăn mãi tác phẩm của mình. Vậy nếu em muốn coi những tác phẩm của anh thì em có thể coi ở đâu? Còn mấy bước nữa nè. Với lại anh hay đăng mấy cái tác này ở trên mạng xã hội á. Mà thường thì anh vẫn khuyến khích người ta đi xem ở ngoài trời. Hôm nay anh có rảnh không? Anh có thể dẫn em đi coi những bức của anh được không? Ok. Trong đây cũng có vài bức. Vậy anh dẫn em đi xem nha. Ok. Đi ha. Yeah. Cái tên Fred với lại tên Lực nó có điểm khác nhau không? À chứ. Thường ban đầu có nhiều người hỏi á, tại sao lại mình lại đặt cái tên nghệ danh như vậy mà. Thường mấy người mà vẽ graffiti á, ban đầu vô họ sẽ có một cái tên nghệ danh. Mình cái mục đích chính là để mà họ không cho người khác biết cái tên thật của mình thôi. Không cho họ, người khác biết rằng cái bản thân thật của mình là ai á. Nhưng mà giữa vẽ trên tường với lại vẽ trên một tấm toan thì anh thích vẽ cái nào hơn? Thường trên tường thôi. Tại tường á nó có nhiều cái kích thước khác nhau á. Nó nhiều bố cục khác nhau. Nó mỗi lần vẽ là một cái lần nó lạ, nó khác. Còn những cái tấm canvas, những tấm khung có sẵn á thì nó hơi cố định rồi. Thì nó không có thú vị bằng cái việc mấy cái tường, tại cái tường nó mỗi cái tường nó một cái lạ khác nhau.
Những chủ đề mà anh sáng tác thường là những gì ạ? Thường là những cái vấn đề mà anh thích, với lại cái hình tượng người phụ nữ. Em hay thấy anh hay vẽ ngoài đường hình người phụ nữ lắm. Tại sao anh lại chọn hình tượng người phụ nữ để mà anh thể hiện tác trên tác phẩm của mình? Tại anh thích những cái suy nghĩ của họ, thích những cái mà họ đang gặp phải, những cái vấn đề của họ. Anh muốn chia sẻ những cái điều đó. Tại anh thấy người phụ nữ hiện đại nó có nhiều cái phải lo quá. Thì anh đang sống ở thời điểm này thì anh sẽ hướng tới người phụ nữ thời này. Anh có bao giờ mà sáng tác theo một hình tượng một người phụ nữ mà anh biết mà người ta thấy được cái hình tượng của người ta bị đưa lên như vậy á, thì lỡ người ta không thích thì sao? Tùy người, không biết nữa. Cái hình này nè, mấy bạn gái anh thì họ cũng thích chứ, còn người khác thì anh không biết, tại đa phần họ cũng không biết anh vẽ họ. Thì anh thích quan sát mấy cái cảm xúc của người phụ nữ, nhất là những cái hình tượng của Việt Nam. Thì mình để mấy cái đó xong mình vẽ, mình đưa hết vào cái tranh của mình. Như thấy, anh thấy cái bức này nè, nhìn nó hơi buồn buồn một tí. Nó có mấy cái thép kẽm nè, nó đâm qua người phụ nữ, nó tạo ra những cái vết thương. Nhưng mà nó là một cái gì đó khá là đẹp, là một cái mà họ rất là thích cầm lên. Giống như cái này, họ sẽ cầm lên trên tay và nó tạo cho họ nhiều cái vết thương. Em thấy ở trên Facebook của anh hay là trong tất cả những bức vẽ của anh á, nó luôn có một chữ Easy Story. Thì cái Easy nó là gì? Là một tên khác của anh hay sao? Cái đó là cái nhân vật mà nãy vừa mới chỉ á. Cái nhân vật đó mình cô động lại trong một khoảng thời gian mình làm nghệ thuật. Thì mình tạo ra một cái nhân vật riêng của mình, để mình có thể thể hiện cái những cái gì mình nghĩ qua cái nhân vật đó cho nó gọn gàng lại. Thì cái EC thì mình lấy từ cái tên của bạn gái mình, tên ở nhà tên là Ad, ở nhà tên Ad thì EC thôi. Trời, bạn gái anh có thích cái đấy không? Có chứ, nó thích. Đến giờ nó là một cái nhân vật mà khá là tâm huyết, với lại mình làm nó nhiều cảm xúc. Nè, bức của nhóm nè. Bây giờ là EC vậy, nếu mà tên một nhân vật thì mai mốt anh có thay đổi không? Anh có thay đổi tên một nhân vật nào khác không? Hay trước đó anh có tên nhân vật khác không? Không, trước đó chưa có tên nhân vật. Trước đó chỉ có tên của mình thôi, sau này mới có. Nhưng mà mỗi người mỗi kiểu, mình thì chắc sẽ ít thay đổi á. Thường mình làm một cái gì đó mình sẽ giữ rất là lâu. Có đổi thì chắc sẽ là một cái nhân vật mới thôi, chứ không có đổi tên nhân vật cũ. Giữa một tác phẩm với lại giữa anh thì giống như là Easy Story đúng không? Tất cả những tác phẩm cái thời điểm bây giờ anh đang vẽ này làm toàn nhân vật đó, thì nhân vật đó được vẽ ở trên khắp Sài Gòn. Khắp Sài Gòn, vậy là nhân vật đó đi du lịch ở Sài Gòn hay là anh đi du lịch ở Sài Gòn? Chắc cả hai. Tại trước đó cả hai, mình với lại bạn gái hay kêu là đi du lịch Sài Gòn không? Ok, xong chở nhau chơi. Xong rồi dựa trên cái câu chuyện đó mình lấy đó mình vẽ khắp nơi luôn. Cứ như là đi, dẫn nhau đi du lịch khắp nơi. Thì ban đầu anh tạo ra một cái nhân vật để anh vẽ thì mình thích thôi, và anh dành cho tặng cho bạn gái của mình. Sau này khi mà anh càng vẽ thì mọi thứ
nó quá lớn đi, nó vượt qua cái suy nghĩ ban đầu của anh. Anh muốn đẩy hết tất cả những cái gì khả năng của mình có và những cái gì nghiêm túc nhất của mình dành cho cái nhân vật này. Nhưng mà đôi khi anh thấy nó vượt qua cái sức của mình, tại vì anh thấy mình vẫn chưa biết gì nhiều và chưa có khả năng nhiều để có thể đưa cái nhân vật đó diễn tả được hết những cái gì mà mình biết về cái nhân vật đó. Con người của người sáng tác thì anh sẽ thế là người ta nhìn anh thì người ta có biết được con người anh, nhìn tác phẩm của anh thì người ta có biết được con người của anh không? Có chứ. Thường nhìn vào mà ai mà biết về nghệ thuật một tí họ cũng sẽ hiểu rất là rõ về cái người vẽ luôn đó. Cái này nó giống như là cái cách mình làm cái gì đó. Ví dụ mà em làm một cái gì đó đi, ví dụ em hát hò hay thể dục thể thao đi, người ta nhìn vô người ta cũng sẽ đánh giá được em là người làm những cái gì, là một người như thế nào á, thì vẽ cũng vậy thôi. Nói chung là làm gì người ta cũng sẽ hiểu được nếu mà ai để ý. Ví dụ nhìn vô cái mấy cái bức anh vẽ nè thì thấy nó chi tiết, mình cha là một người hơi chi tiết một tí. Có thời điểm nào mình chán kiểu không muốn vẽ luôn không? Cũng có. Ngày trước nhiều lắm. Ngày trước mình dựa vô cái mood đó mình làm nhiều. Sau này thì ít dựa vô cái mood rồi. Cứ làm là làm thôi, càng làm là càng ra mood. Nếu mình sáng tác thì nó có cần theo cảm xúc hay gì không? Có chứ. Nó có nhiều cái lắm. Vừa cảm xúc mà vừa cả lý trí nữa thì mới làm ra được. Chứ mà cảm xúc không thì nó cũng kỳ, mà lý trí không cũng kỳ. Vậy nếu mà khi anh có thời điểm nào mà anh bị down mood không? Nhiều á. Mấy khoảng thời gian mà có nhiều thứ nó ở ngoài xã hội hay là những cái thứ xung quanh mình đó ập tới nhanh quá, xong mình bị mất mút, không làm, không sáng tác được. Vậy mấy cái đó nó khiến mình suy nghĩ nhiều quá, không còn thời gian để suy nghĩ về mấy cái nghệ thuật nữa. Vậy thì nếu mà có những cái đó nó ập tới thì cái gì nó đẩy anh lên, nó có thể kéo mút của anh lên? Thì cũng là mấy cái đó luôn á. Nhưng mà qua cái khoảng thời gian ngay lúc đấy thì mình dùng mấy cái đó để mà mình đưa vào tác phẩm, kéo nó lên. Giống như mình vẽ bức này nè, lúc đó cái mood nó lưng lửng lắm, không biết đang phải làm gì, xong vô vẽ tùm lum. Em thấy bức đằng sau này cảm thấy là nó sẽ ra style của anh hơn, còn cái này nó nhìn nó giống như của anh Khoa hơn đúng không? À, không, tại đây cái style cũ. Cái style ngày xưa, hồi lúc mới vẽ, vẽ phức tạp lắm. Còn ở bên đây thì mình vẽ về nhân vật nhiều hơn, với lại cái kiểu nó gần như bây giờ. Ở Sài Gòn thì cái nơi nào là cái nơi mà có nhiều tác phẩm của anh nhất? Chắc đây á. Đây là nhiều cái nơi mà có nhiều tác phẩm khá là cũng chung nhất. Mà nó tiếc là sắp tới nó sắp đập rồi, chuẩn bị đập. Chắc đây là lần một trong những lần cuối được đến đây. Vậy về nói về không gian địa lý thì ngoài Sài Gòn ra thì anh còn vẽ ở một nơi nào khác không? Nhiều chứ. Hồi xưa cứ đi vòng vòng mấy cái tỉnh, mỗi đến mỗi nơi mình vẽ một ở chỗ đó nó sẽ ra cái mood khác. Cái nơi mà anh đi xa nhất là đâu? Xa nhất chắc Tây Bắc thôi. Tây Bắc, Đông Bắc. Tây Bắc. Nếu mà Tây Bắc thì em nghĩ ở đây nó cũng ít graffiti đúng không? Đúng rồi, ít lắm. Mà thiệt thì lên đó mình cũng chả muốn vẽ đâu. Là thiên nhiên nó đẹp quá, với lại
mình vẽ vô mấy cái đó thì thấy nó không phải cái gu của mình, nhưng mà cũng sẽ có những cái nơi hợp để mình vẽ, cũng vẽ một vài bức. Mình có khi nào mà cảm thấy giống như một bức tường nhà hoang nó xấu mà mình vẽ lên nó đẹp, còn một bên là một cảnh thiên nhiên, thì anh có thấy là mình vẽ lên một trong hai cái đó thì nó mang lại hai cái khác nhau không? Có. Nó vẽ ở ngoài đường hai cái là mỗi chỗ sẽ cho mình một cái mood khác nhau. Vẽ trong nhà hoang một cái kiểu, vẽ nhà dân một kiểu, vẽ mấy cái chỗ mà ít người, thiên nhiên đồ nhiều, môi trường nhiều thì một kiểu. Anh đi vẽ có bao giờ bị đuổi không? Có chứ. Thời gian đầu bị đuổi nhiều lắm, giờ đỡ rồi. Kinh nghiệm. Ví dụ như là cái trường phái này như là bên Mexico là đầu tiên phải không? Cái này là xuất phát từ người da đen đầu tiên. Nhưng mà vẽ cái bức tranh như thế này nó còn đẹp rồi, chứ nhiều đứa nó vẽ ở ngoài đường thấy xấu quá. Phải không? Các bạn nó vẽ nhanh lắm. Hả? Mấy cái bạn nó vẽ nhanh lắm. Vẽ nhanh nhưng mà nói chung là giống như là để thỏa mãn một cái gì đó thôi. Tất nhiên là cái này là thỏa mãn là đúng rồi đó, nhưng mà nên có mục đích thì nó hay hơn. Tại sao nó lại bị gian dở vậy? Thì mình đang vẽ xong rồi nhiều người họ không thích á, họ nói rồi họ sẽ kêu bên những cái người họ có cái quyền với lại cái bức tường đấy làm việc của mình, không vẽ nữa, không muốn phiền phức nữa. Đây nè. Mỗi lần anh đi ngang qua đây anh có muốn hoàn thành không? Có chứ. Luôn luôn muốn hoàn thành. Nhưng mà chỉ sợ là đang vẽ dưới chân xong rồi lại có chuyện xảy ra thôi. Nhưng mà không sớm thêm một sẽ hoàn thành. Nhưng mà chắc có một lần nhớ nhất là cái hồi mà anh học cấp 2 á. Đi vẽ bậy ngay cái ngày sinh nhật của mình luôn. Chuẩn bị rất là nhiều sơn. Và thời đó mà mua được nhiều sơn á, khó lắm, còn nhỏ mà. Chuẩn bị được rất là nhiều sơn, dành dụm hơn mấy tháng trời. Ra cái nhà hoang vẽ. Thì đang vẽ xong rồi người dân ở đó họ cũng không thích, xong họ báo chính quyền. Rồi lúc đó lên phường ngồi thôi. Hồi đó nhỏ xíu không biết gì hết. Xong rồi cái lúc đó mình bị người ta xịt sơn lên người. Người ta lấy sơn người ta xịt lên người mình. Chắc đó là kỷ niệm giá nhất. Với lại nhiều cái câu nặng nề lắm. Nhưng may mà mình không có bỏ, vì mấy câu đó mà mình bỏ đi cái đam mê của mình. Đây cái chai nào. Đấy. Đây nè, cái bức chưa hoàn thành. Nhìn bức này cũng nhớ đến cái lúc đấy. Lúc đó cũng chưa hoàn thành. Cũng vẽ tâm huyết, cũng cái màu này nè, cũng tông màu. Màu có thêm màu xanh dương nữa. Anh có hay đi vẽ đêm không? À. Ngày trước thì có, còn bây giờ thì không có thời gian. Giữa vẽ đêm với vẽ ban ngày nó có khác nhau không? Giữa nó có ánh sáng với lại ánh đèn á, nó có thay đổi cái màu của mình khi mà mình vẽ không? Có, khác nhiều á. Cái không khí nó cũng khác nữa. Vẽ ban ngày thì mọi thứ nó rõ ràng, mình dễ kiểm soát hơn. Vẽ đêm thì
hơi khó nhìn. Mấy lúc mình phải dùng cái đèn pin á, mình rọi vô xong mình vẽ cho xong, chứ kéo qua ngày hôm sau thì mình bận không có vẽ được. Vẽ cho xong không đấy. Mà vẽ đêm cũng vui lắm, có nhiều cái vui. Vẽ đêm có bao giờ anh gặp ma không? Gặp ma hả? Có. Đấy. Nhưng mà gặp nhiều nhất là mấy cái ma này nè. Để chỉ cho coi. Xì ke ma túy á. Vậy khi mà anh một bức tranh mà anh vẽ và ngày hôm sau anh đi ngang qua thấy bị lăn lại thì cảm thấy sao? Thì ghê á, cảm xúc đó lúc đó ghê lắm. Nếu như là mình mới đẻ ra đứa con xong rồi ngày hôm sau nó mất tiêu vậy. Ghê không? Cái là người ta xóa bức tranh của anh do người ta không hiểu, với lại người ta xóa bức tranh do người ta hiểu, thì anh thích cái nào hơn? Cái nào cũng thích hết. Tại xóa chặt cho anh lạnh hết rồi. Cũng khó rồi. Nếu là em thì thích cái nào hơn? Em vẫn thích là người ta hiểu hơn. Tại vì người ta sẽ hiểu được mình đang nói gì hơn. Hơn là người ta cứ xóa theo một cái phản xạ nào đó. Khi mà anh rảnh thì anh có hay đi scout để biết chỗ nào vẽ không? Hay là người ta kiếm? Không, anh tự kiếm nhé. Có, anh hay đi lắm. Mỗi khu có một cái hay. Bình thường thì nó sẽ như nào anh? Hả? Bình thường là cái địa điểm đó nó sẽ như nào? Tùy nữa. Mỗi khu, mỗi quận nó sẽ có một địa điểm khác nhau. Ví dụ chỗ em thấy nè, mấy chỗ này nó nhiều nhà. Mấy chỗ này anh hay ra trên mấy cái sân thượng á. Nó có mấy cái tường. Anh hay đi vẽ vậy, chắc anh biết nhiều nhà hoang lắm rồi. Ờ, một chút. Đó. Hai đứa làm gì? Em đi coi mấy bức vẽ này nè. Chí đẹp ha. Buổi tối người ta hay vẽ đây không anh? Hay. Người ta hay vẽ mấy này không? Không. Hay vẽ hả? Lâu rồi. Ví dụ ở đâu? À, nhà của đại sứ quán nè. Chân cầu cũng có. Anh vẽ xong hai cái khu vực như vậy á, anh thấy cái sự phân tầng nó rất là lớn, mỗi nơi sẽ có một kiểu khác nhau và em sẽ thấy được rất là nhiều thứ khác nhau. Đại sứ quán thì nó như nào? Đại sứ quán thì mọi thứ nó nó khác lắm.
Kiểu nó cái gì nó cũng có trật tự của nó. Nó đắt đỏ lắm. Anh thấy trong đó nó rất là nhiều mùi tiền. Còn chân cầu? Chân cầu thì ngược lại, nó cũng có trật tự của riêng của chân cầu. Nhưng mà những người đó họ khổ lắm. À, hay thấy họ dùng bao xi măng để làm mền. Vậy thì anh vẽ hai chỗ đó nó có, nó vừa có cảm giác khác biệt đúng không? Mà đúng, nó vừa có, mà ý là nó có cho anh sự thoải mái với dễ dãi không? Như vẽ trong đại sứ quán là mình phải như này như kia, nhưng mà vẽ ở chân cầu thì mình vẽ sao cũng được. À, đúng á. Vẽ chân cầu thì anh thì vẽ sao cũng được. Vẽ đại sứ quán. Vậy thì thị hiếu hai nơi thưởng thức nó có khác nhau không? Khác. Chắc chắn là anh vẽ ở đại sứ quán người ta không đuổi anh đi rồi. Chưa vẽ chân cầu thì có. Vậy thì người ta có, giống như là những người chân cầu thì người ta có cho là cái đấy là đẹp không? Hả, em nói gì? Em nói gì? Là khi mà anh vẽ ở chân cầu thì những cái người ở người dân ở đó, cái người ở chân cầu thì người ta có cho rằng cái đó là đẹp không? Ừ, họ không quan tâm đâu. Nhưng mà đừng làm phiền họ là được. Còn trong đại sứ quán thì người ta quan tâm. Cái này cũng khó nói lắm. Khi mà một người tác giả mất đi thì tác phẩm của người ta vẫn còn mãi, nhưng mà cái graffiti nó lại không có được tồn tại lâu như nhiếp ảnh, như hội họa hay là như phim ảnh. Thì anh nghĩ sao về khi mà một người nghệ sĩ mất đi thì tác phẩm của người ta sẽ không còn? Thì anh đang cố gắng hết sức để mà có thể chết đi nhưng mà tác phẩm mình vẫn còn. Bằng cách nào? À, chụp hình lại, lưu lại. Mỗi lần anh vẽ xong hãy chụp đó. Vách tường trong kia đẹp. Qua xem thử. Cô làm một chữ ký. Không. Vậy thì nếu mà từ những năm mà người ta không có chụp hình á, thì những bức đấy nó được lưu giữ như nào? Anh có bao giờ nghĩ là anh đánh nguyên một mảng tường về chân không? Có chứ, anh nghĩ hoài luôn á. Mà khó thiệt, tại cái bảo quản á nó khó. Chỉ có cách là chắc chụp lưu lại thôi. Vậy anh cảm thấy sao mà những môn nghệ thuật như graffiti rồi nhiếp ảnh nó bổ trợ cho anh như vậy không? Có. Nên anh học về nhiếp ảnh nè. Anh nghiên cứu về cái này để mà lưu lại tác phẩm mình tốt nhất.
muốn vẽ đây quá nhưng mà không, tường đẹp để dành. Để dành làm gì vậy? Để dành sau này xin vẽ chứ vẽ bài người ta không cho vẽ nữa. Thì trước tới giờ anh nuôi bao nhiêu con mèo ấy? Trước giờ bao nhiêu con mèo hả? Chắc cả 10 con. 10 con. Mấy con kia đi đâu rồi? 10 thì anh cho. 10 con thì bị bắt. Con thì bị xe tông. Vậy mỗi lần như vậy thì anh có... Nó anh có cảm thấy cô đơn không? Cảm thấy cô đơn không? Có chứ, mỗi lần nó còn đang buồn. Anh có tác phẩm nào mà vẽ về nó? Nhiều á. Nhiều vẽ mèo suốt rồi. Xong có mấy lần anh tự hứa là mình sẽ không nuôi mèo nữa, nhưng cuối cùng cũng vẫn. Nếu như anh được gặp người mà anh mong muốn gặp nhất thì người đó là ai? Chắc Taki. Taki 1 cách 3. Chắc hỏi ổng coi ổng vẽ gì, cái mục đích gì. Ngoài cái việc là ghi tên mình ở ngoài đường. Muốn hỏi ổng vẽ có mục đích gì mà để cho mình vẽ theo cái đó đúng không? Nếu như được nói một câu với những người mới chơi thì anh muốn nói gì với họ nhất? Mọi người nên nghiêm túc hơn, đừng hài hước với thứ nghệ thuật mình đang làm. Từ tư duy cho đến cách thể hiện, hãy thể hiện quan điểm của mình trong nghệ thuật, nhưng hãy hết mình và đầu tư cho quan điểm đó. Đừng để nó trở thành một quan điểm nông cạn. Làm đi, đừng nói nữa.